Xin chào các bạn. Hôm nay ZK sẽ giới thiệu cho các bạn một con sản phẩm, đó là đèn bàn học Kinsect. Này là chính hãng của Kinsect các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ khui hộp con đèn bàn này cho các bạn xem bên trong sẽ có những cái gì và chất lượng ra làm sao. Ok. Tổng quan ban đầu thì hộp của nó khá cứng cáp đấy các bạn. Ok. Thì nó bao gồm là một dây sạc này, một dây sạc cho đèn. Đây là đèn của nó, cái đèn của nó này. Có thể xoay được rất là nhiều hướng khác nhau, thoải mái, rất là mềm, nói chung rất là mềm. Bây giờ mình sẽ test xem ánh sáng của nó nào nhé. Đây là phía ánh sáng của nó này. Đó. Nó dùng cảm ứng các bạn ạ. Đây. Đó, các chế độ sáng khác nhau đấy. Đây chế độ sáng mạnh nhất, đây chế độ sáng khá là yếu này. Cái này là khá sáng mờ này, tiếp theo mạnh hơn này, tiếp theo mạnh nhất này. Đó, đây các bạn có thể đọc này. Đó, đọc bình thường khá là sáng. Ok, đây là sau này nó có một cái phần để sạc cho đèn. Ok, cảm quan con đèn này là khá chất lượng đấy, nhìn rất là chắc chắn, chân có cả cao su này, đây là các bạn để thoải mái không bị trơn trượt và nhìn rất là gọn nhẹ, nhìn rất là tao nhã, nút nguồn cũng khá là nhạy. Ok, các bạn còn nếu mà có hứng thú với cả con đèn này với cả bên mình thì các bạn đặt hàng với link bên dưới nhé. Bên mình hiện tại đang bán hàng qua tất cả các sàn thương mại điện tử như là Lazada, Shopee, Tiki và Sendo. Thì các bạn có thể đặt hàng qua đấy và bên mình sẽ có người gửi hàng cho các bạn trên toàn quốc các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.